áo quần thì hầu như là cúc là bị bay hết rồi cô bác ạ. Giờ còn mỗi gọi là cái áo ở lại thôi. Vừa chưa hả? Vừa chưa? Thích áo này chưa? Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Hả? Chào các ông các bà đi, chào các ông các bà. Khoanh tay chào ông bà. Khoanh tay. Con chào. Con chào. Các ông bà. Các ông bà. Rồi, nào, Bông nói đi. Con chào. Con chào. Các ông bà. Ông bà. Rồi, bà khoanh tay. Con chào các ông các bà. Rồi, nào, thanh niên lớn này. Con chào các ông các bà. Ồ, thế là đi đi học xong là về đón em đúng không? Ừ. Lạnh không? Có. Ở nhà thì có áo khoác này nhiều không? Không, không có một cái này thôi à? Ừ. Ôi dồi, mặc rất là nhiều lớp áo này cô bác này. Đấy, Bảy, đấy hỏng rồi à Bảy? À, chưa hỏng, kéo lên cho nó ấm nhá. Đấy, kéo lên cho nó ấm, đấy, kéo như này nhá. Đấy, ôi muối sụt xịt hết rồi. Anh đưa, bảo các em anh đi môn áo nhá. Thanh niên này là hôm nọ là áo này là nhà trường phát cho à? Vâng. Thế là nhà là có áo khoác không? Áo ấm không? Không. Không có áo ấm á? Vâng. Ồ, thế bây giờ anh đưa đi môn áo nhá. Vâng. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống của bác ạ. Ngày hôm nay thì bắt gặp các em coi là chú là vừa mới đi học về cô bác. Hôm nọ thì cháu Lực cũng có nhận được một cái phần quà là mua quần áo ấm cho các em của bác ạ. Nhưng mà cháu Lực không biết là mua thế nào để cho nó hợp. Hôm nay thì bắt gặp các em, vừa rồi thì cháu Lực vừa mới đi nhà em xử về thì bắt gặp các em đang đi học về, thì bây giờ sẽ tiện thể là sẽ đưa các em là đi học về luôn. Đấy, bây giờ thì hai đứa ra ngồi cùng với anh với lại đây, ba đứa này ra đây. Đấy, ra đây. Đấy, ra đây. Đấy, rồi. Bây giờ hai đứa này là ra kia ngồi nhá. Ra kia ngồi nhá. Bây giờ thì đi thôi nhá. Đấy, ra đấy ngồi nhá. Đấy, anh thì đằng sau là ngồi ôm nhá. Được chưa? Ngồi được chưa? Hồ anh đây này, không nặng. Ok. Đấy, bây giờ đi nhá. We'll be right back.
Bây giờ hiện tại là đến cái chỗ mà trọ của cháu Lực đang ở hiện tại là cô bác này. Lau muối lau mụn cho các em đi. Rồi thì đi mua áo nhá. Quần ngắn đấy hả? Bông. Quần ngắn hết rồi. Đây lau muối đi, xin đi. Rồi. Từ quay đây. Đấy bây giờ thì hiện tại là mấy anh em bây giờ thì cháu Lực sẽ đưa các em là đi ra mua chút quần áo đó cô bác. Hãy đi đi. Đây ở đây thì hãy đi trước đi. Ở đây thì hôm nọ là cháu Lực có nhận được một cái phần quà của cô bé là 2 triệu rưỡi cô bác. Là cô bé là muốn là bảo cho cháu Lực là mua quần áo cho các con của nhà chú cô bác. Đấy đi cẩn thận nhá, đi cẩn thận nhá. Thanh niên này là học ở đây đúng không? Hả? À? Thế đi. Đây, các em đi học với cô bác này nói là ở trên vùng cao thì ở đây thì cháu được nhìn thấy là có mỗi mà bạn nam là mua bố mẹ là đeo mua ủng cho đeo thôi, còn bảy nó lại mong bông thì hình như là không có đeo ủng. Đấy đi. Đấy, buổi sáng thì các em là cũng là tự đi học, xong rồi đến buổi chiều thì các anh đi học về, em Hải với lại anh lớn này cô bác này đi học về thì mới đón. Anh lớn này là tên gì ấy nhỉ? Hả? Trống à? Đây, tóc khá là dài rồi. Đây ở đây thì bây giờ hiện tại là đang vào chợ phiên cô bác. Chợ phiên hôm nọ thì cháu Lực cũng có ghi hình là một chút rồi khi mà bạn Trình lên. Hay vào chợ phiên thì có vẻ như là các chú mở nhạc rất là nhiều các bác, cho nên là phải đi bảo ấy là các chú là tắt nhạc một chút. Đi. Hay ở đây thì mới nhìn thấy là có quần áo trẻ con này. Hay đi xuống đi. Cô ơi, bán áo không? Có lấy tiền không? Có tính tiền không? Lấy đi à. Mua 1 tặng 2 tính tiền 3. Đây anh thì chọn cái nào? Hả? À, đây thì chọn cả cái mũ nhỉ? Nào. Xem có vừa không? Nào bảy ra đây, ra đây, ra đây, ra đây chú bảo ra đây. Rồi. Đúng rồi. Thanh niên này lớn hơn thì đi chọn áo đi. Đây. Đấy, chọn cái áo là dày dày ấy. Đây là học sinh của cô à? Không, học sinh lên cấp 2 rồi. Vâng, tóc còn dài lắm rồi. Vâng. Đây ra đây nào, chú xem rồi ra đây nào, bạn nhỏ bạn nam này. Đấy. Vâng, cô hộ cháu lựa một chút. Các cô hộ cháu lựa một chút. Vâng. Bảo là nhà có mỗi một cái quần áo, mỗi một cái áo rét thôi. Vâng. Nào. Từ từ. Ôi lạnh quá không cô? Không có đâu. Bây giờ mặc áo này. Cái này hơi bé nhỉ. Đó. Lấy cái áo phao một chút đấy. Lấy áo phao một chút thì nó mới cái này dài. Thanh niên này thì hôm nọ là có bác này, áo thì không có cúc luôn, có mỗi nguyên cái áo thôi là dùng để mặc, dùng để buộc ở phần ở giữa này thôi. Xem nào, chú xem nào. Chọn là dài một chút cô ạ, để năm sau còn mặc được. Đấy, được một hàng rồi cô bác ạ. Một hàng thì vừa rồi. Đấy bây giờ thì bảy đi. Hay cả hai đứa con gái nữa, cô hộ cháu chọn với. Nên là mặc rồi, đẹp rồi. À, đẹp luôn. Bọn này nó thích màu đỏ cơ. Thích màu đỏ cô? Màu nào mà nó không bẩn nhanh nhá. Màu nào mà nó lâu lâu mới bẩn đấy. Nhà nó. Cái nhà. Ưng không bảy, thích không? Hả? Thích chưa? Thích chưa? Thích rồi à? Đấy, nào, bỏ cái áo cũ ra xem nào. Ôi ôi đây này. Đấy, áo quần thì hầu như là cúc là bị bay hết rồi cô bác ạ. Giờ còn mới gọi là cái áo ở lại thôi. Cúc có đấy nhưng mà không có. Đấy nào, xỏ vào cho chú xem nào. Đấy. Ai. Bông là tự cửa đấy nhỉ? Cái này nhá.
Đấy, bên này nữa. Đội này hay thích màu đỏ lắm, cho màu đỏ mà nó thích màu đỏ. Đấy. Đây này, cho nó bộ này nữa, cho nó ấm này. Dạ. Bộ đấy thì nó bẩn nhanh lắm, cô ạ. Bé chị ạ. Đúng rồi. Thấy chọn là áo phao rồi thôi. Thằng này là vừa đúng không? Được rồi, đúng không? Đem lấy quần không? Được rồi. Đặc điểm của người Mông là đẻ rất là nhiều. Vâng, nhà bố của thanh niên này là gia đình là bảy đẻ bảy người. Đấy, bảy người. Sao con? Đấy, quần áo cũ của các em thì đây, cầm cho các em đi. Của bảy đó đâu. Đây. Đây. Ra đây, chú hỏi này. Ra đây. Quay đây. Dạ. Quần thì thôi cô ạ, lấy mỗi người mặc áo khoác trước đã. Đấy. Bảy thì có thích không? Hả? Hả? Bảy à? Đứa thứ bảy tên là bảy luôn à? Tên là bảy, không, đứa này không phải đứa thứ bảy đâu. Cô có ai kéo không cô? Để cắt mát lại quá rồi. Đúng rồi. Nga lấy cái gì cắt mát. Rất một cái dây dù. Bảy thì có ưng màu này không? Hả? Hả? Ấm chưa? Rút này đi á. Vừa chưa? Hả? Vừa chưa? Thích áo này chưa? Ấm không? Hả? À? Một cái này là bao tiền đấy cô? Cái này á, thôi người quen các em mua từ thiện để chị lấy 150 thôi. Vâng. Chị bán là 180 cơ. Vâng. Chị lấy 150, bằng tiền nhau hết. Là bằng tiền nhau hết, còn áo to này. Hơn 200 thì chị lấy 200 nghìn. 200 nghìn à? Từ thiện thì chị bán đấy. Vâng. Giá lấy gốc thôi. Chứ chị không. Ở nhà thì ở nhà thì còn có một anh nữa đúng không? Anh là em. Anh tên là gì? Hả? Em tên là gì? Sơn à? Thế lấy một cái áo như này nhá. Cũng cao với nhau đúng không? Cô lấy cháu thêm một cái áo như này nữa. Sơn đang học lớp 6 đúng không? Có phải không? Sơn đang học lớp 6 lùn lắm, thằng này lùn. Lớp con. Lùn nữa thằng này à? Lấy dài đi. Nó là em thì chắc nó chỉ đến đây. Học sinh của cô à? Không, học sinh của cô ra trường hết rồi. Lên cấp 2 hết rồi. À vâng. Cái đỏ kiểu khác kia đấy, đấy cầm em màu đỏ nhá. Cô lấy hai cái màu mà nó trái ngược nhau một chút. Đấy, lấy hai cái màu mà trái ngược nhau đi. Nó cái ở bên trong ấy. Khác kiểu. Ở nhà thì còn là một chị gái là năm nay học lớp mấy rồi? Lớn chưa? À là 15 tuổi rồi. Ở nhà thì còn một chị gái là 15 tuổi đúng không bác? Chị gái lớn rồi cho nên là cháu Lực sẽ không có mua cho nữa. Mua cho là hai bạn nam là đang học với lại thêm là ba bạn nhỏ nữa thôi. Dí rồi đấu rồi vé rồi rình rồi sân đấy. Nhà bảy thì chắc lại khoảng 4 năm gì đấy. Đây, lấy bọn này cho em nhá. Cái màu này có thích không? Có thích à? Có biết em trai có thích không? Hả? Em trai thì vừa rồi đi học với cô bác cho nên là không có bắt gặp, chỉ có bắt gặp là bốn thanh niên này đang đi thôi. Ba bạn nhỏ, bốn bạn nhỏ này đang đi thôi. Đi đâu đấy, hiểu? Đấy, cô ơi. Đấy, ở đây thì cháu Lực cũng mua khá là nhiều của cô chú rồi, thành ra là các chú cũng bảo là bớt cho một chút cô bác ạ. Vâng, cháu cũng không nhớ nữa, mua cho nhiều nhiều rồi. Của cháu là tổng tất cả là ba cái áo nhỏ, hai cái áo to. 150 với 400 là 850. Tổng tất cả là 850 à? Ừ. Đây. Đây cô. Nào, mau bên đây xem nào. Hai à đây thì còn hai bạn này chưa có ủng, thanh niên kia chưa có ủng đúng không? Mua cho mỗi người thêm là một đôi ủng nữa các bác. Bây giờ thì đi ra bên kia một vòng nữa xem là có không. Nhà cô là có ủng không cô? Cô không có ủng. Thế này này. Thế này à? Đây ủng đây bên này. Bên kia này này. Nhà mai cửa bán được quà. Cháu cảm ơn nhá. Rồi đây ok thật. Đây bớt cho 20 nghìn nữa. Thêm 20 nghìn nữa cô. Đây bớt thêm cho 20 nghìn nữa. À, vâng, thì cháu cảm ơn nhá. Cảm ơn nhiều nhá. Ở đây thì cô lại bớt cho rất là nhiều cô bác này. Bán rẻ xong lại bớt tiếp. Vâng, cháu cảm ơn nhá. Thôi đi về đi, đi ra kia mua ủng đi. Nhà cô có tất không? Tất á. Vâng, tất trẻ con này này. Có. Có à, thế thì ra đây. À, thanh niên ra đây đó. Đi mua cho các em thêm tất nữa. À, vừa rồi thì cháu Lực cũng gặp mẹ là mùa đông chỉ mỗi người mua cho một đôi tất thôi. Đi. Đấy, đi đi. Ôi rồi. Chắc là chưa chắc thôi. Nào, chú cài hơn nào.
có sợ chú mang đi bán không? Hả? Chú mang đi Trung Quốc bán đấy nhở? Rồi đi đi. Đây. Đấy, ra bên này đi, không tí bị lạc ấy, lạc mất ấy. Đấy, bảy ra đây. Bảy thì hôm nay đi với chú thì có sợ chú mang đi Trung Quốc bán không? Hả? Có sợ không? Trả lời chú như nào? Có sợ không? Sợ. Sợ á? Ô, sợ vẫn theo à? Ra. Lấy cho mỗi đứa là hai đôi đi cô. Vâng. Màu này nhá. Lấy màu không? Màu đen đen đi cô. Vâng. Màu đen này chắc chỉ hết mất rồi. Nó màu đen rồi, tại vì là cái mấy cái màu này nó bẩn nhanh. Đấy. Em lên trên dưới đây. Dạ vâng. Vâng, thế cho cảm ơn nhá. Vâng, nào đi thôi. Đấy. Anh thì dắt em đi nhá. Làm anh nhá. Rồi. Đấy, thanh niên này thì tóc khá là dài rồi cô bác ạ, thanh niên này ấy. Nào, đi ra đây. Rồi, vòng bên đường kia, nào, bông. Anh có ủng không anh? Ủng, vâng. Ủng rồi. Ủng có à? Cho em mấy đôi tất đã. Cho em mấy đôi tất đã. Dạ. Không, đây là tất là... Vâng. Thanh niên này là hai anh em đúng không? Thì anh cho là hai đôi. Lấy đôi ông nhau nhá. Một, hai, mỗi người hai đôi nhá. Đây, 8 đôi này anh. Đấy, cho em thêm là 6 đôi trẻ con này nữa. 8 đôi đâu em? 4 đôi thôi. À, 4 đôi. 4 đôi 8 chiếc đúng không? Xong rồi, trẻ con à? Đây à, đây à, đây à? À đúng rồi anh, đây, 3 đứa này luôn. Nào, bong vào đây, bong vào đây. Bong vào đây. Lấy mỗi đứa mấy đôi? Mỗi đứa là 2 đôi, là màu đen đấy nhá. Màu đen không có nhá. Màu đen không có á? Vâng, tối tối ấy. Đấy, màu đây anh. Ở đây thì mông là có đi tớt đúng không? Còn mũi là 7 với lại bông là không đi tớt của bác ạ. Thế lấy cho 3 đứa này lấy cho như nào? 3 đứa này, mỗi đứa là 2 đôi. 6 đôi. Đúng rồi. Đây có 4 đôi. 4 đôi à? Lấy màu đỏ này cho nó hai cái nữa đi nhé. Vâng, không anh. Không bẩn nữa mình. Vâng. Anh cứ lấy màu nào tối tối một chút đấy. Hôm nay được mua áo mới cho thì có vui không hả? Có. À có à. Đấy, thế là bây giờ là có hai cái áo khoác rồi nhờ. Đấy. Đấy, mua áo cho các em thì mua áo to to một chút cô bác ạ. Của em là đủ cho anh. Em lấy ủng nữa. Thử luôn anh, cho đeo luôn anh. Nhìn tội quá đi học về mà à. Thấy chân tay đỏ lòm hết rồi. Áo mới à? Vừa mua áo mới cho hết à? Vừa áo mới anh. Ôi. Quá nhỉ. Anh xem là khó vừa chưa? Thanh niên này thích đôi nào nào? Bỏ áo quần ra kia để chọn nào. Đấy. Đây. Thỏ văn nào. Đấy. Rồi rồi, ok. Rồi. Nào. Anh cho đôi luôn một đôi tớt anh. Cho luôn một đeo một đôi tớt luôn. To quá rồi anh ạ. To quá rồi đúng không? To à? Đấy. Ở đây thì khi mà cháu Lực đi mua thì bà cũng đều dặn cháu Lực là có thể là mình mua ở đây xong là đem lên cho các em cũng được, nhưng mà cháu Lực sợ rằng là không có vừa các bác, thành ra là đưa các em tên thể là gặp các em là đưa các em là đi chọn luôn. Bó đấy à? Không. Nó đi tất nữa mọi người em ạ. Thế anh đi tất một... nó luôn nhá. Đây ngồi ghế đây này. Đây. Đây bong thử trước đi, ngồi đây bong. Bong thử trước đi, ngồi đây. À, hôm nay thì có thể là ba bạn nhỏ, bốn bạn nhỏ của bác này, còn ra chỗ đông người thành ra là rất là ngại ngùng. Đúng không? Ấm chưa? À, ôi mũi lại thò lò rồi. Nào. Đứa này á? Đứa này lấy rồi. Vừa chưa? Đấy, thêm chân bên này nữa. Anh cứ chọn cho em thêm là thêm bé này nữa. Vâng. Nào, hay chú đi tất cho. Đấy, chân thì nói là cô bác ạ, trên thủy vùng cao thì vào mùa này thì rất là lạnh, vào mùa đông rồi đấy. Có vừa không vừa chứ? Lạnh còn là phải ngồi nói là đỏ hết cả chân luôn rồi đây này.
Đấy, một tí nữa thì khi mà chọn đồ xong, mua đồ thì lại phải đưa các em là đi về nhà là trả cho bố mẹ. Ở đây thì cháu Lực cũng đã dặn bố mẹ trước rồi, nói rằng là cháu Lực sẽ đưa các em là đi chợ và đi mua quần áo một hôm, thì không biết là hôm nào. Nào, Bông đứng dậy đi, Bảy ngồi đây. Đấy, Bông ra kia. Đấy. Đấy, ngồi đây. Đấy. Tôi vừa có một tôi đi đâu rồi? Hết mất rồi bé rồi. Dạ. Ôi to quá rồi anh ạ, đây này, ướp bướm rồi, nó to rồi. Nào, Bảy xuống đây, bỏ xuống đây để chú xem nào. Một tí cũng được mà. Cái vâng. Chọn anh tớt đầu anh. Chọn to to lên một tớt tớt đấy. Chọn to lên một chút thì sang năm sau thì còn có thể là đi được. Biết cái này là cái gì không Bảy? Hả? À? Biết cái gì không? Trả lời chú cho nào. Biết không? Không biết á? Đấy, đến đôi tất thôi mà các em còn không biết là cái gì này các bác này. Chỉ trừ phi là bố mẹ đeo cho đeo thì mới biết được. Nào, kéo quần lên. Chân lạnh đỏ loang hết rồi. Chân lạnh hết rồi anh ạ. Alo. Để chú đi cho. Đấy, anh đang ở chợ mua áo này. Hả? À. Tất vào nữa. Còn một đôi nữa anh, đôi của thanh niên kia nữa. Em đi đi trái trái rồi. Anh, trái rồi à? Đấy, rồi. Vừa chưa? Đẹp chưa? Bảy có thích không? Thích à? Đấy. Đây chú cho đeo này đây. Đấy, thêm một đôi nữa anh. Của vâng, của thanh niên kia kìa. Đấy, thêm hai đôi anh, hai đôi là bằng nhau. Chắc rồi. Còn có một thằng cò nữa. Đâu? Nó đâu? Anh Sử à? Sử à, cũng đi chợ à? Ờ. À. Đây ra đây thử xem nào. Chào chú. Hả? Chào ạ. Chú chào ạ. Đói chưa? Chưa. Chưa à? Vâng. Thế có đi ăn phở không? Chưa. Anh đưa đi ăn phở nhá. Cùng các em đi ăn phở nhá. Vâng. Rồi. Chật vào nhá. Anh cho thêm một đôi tớt nữa anh. À đeo. Chật đâu, không chật đâu đâu. Vừa không? Rồi. Đây tớt. Đây, tớt to hơn. Sử cái em cho anh mượn. Cái em kia là cũng bằng người nhỏ bằng này đúng không? Cái con trai của chú ấy. Con trai của chú bằng này đúng không? Thì anh lấy cho em một đôi là y xì như này nữa. Đấy. Ủng này thì có thể chọn to như to. Này à? Như này luôn à? Nó size này. Size này anh. Cho hai cái màu giống nhau anh nhá. Ồ cái màu này thì hồi nãy giống nhau quá rồi nhỉ. Hai cái đứa này thì bằng tuổi nhau cho nên là không bây vấn đề giờ, gì đâu. Nào để đây để trong. Kệ nó thôi, nó đi đôi nào đi mà. Vâng. Đúng không? Vâng. Hai đứa nó đi đôi nào cũng được. Vâng, để đấy cho. Bằng đúng bằng số luôn này. Bằng số. Đeo tất chưa? Đeo cả hai chân vào hai đi. Chân vào đi này. Đấy. Xong thì dép thì một tí bỏ hết vào túi nhá. Chân này. Đây nhặt cái này lại để vào. Có 7 đúng không? Có một đôi nữa. Đấy, đôi này đúng không? Không, nhưng mà đôi lấy bằng của thằng. Đúng rồi, đúng rồi anh, hai số bằng nhau. Thế này thôi. Vâng. Sắc màu nhá. Vâng anh. Đây nhặt hết là dép của các em là bỏ vào đây. Đó, eo nó phỉ tinh chiên lòng của nào. Có thích không? Hả? À, có thích không? Thích chưa? Thêm nó phá cái à? Hả? Để chơi nào. Thêm nó phá. Thích không? Hả? À? Thích không? Cười này. Đấy, cầm luôn một đôi này nữa để cho anh nhá. Sử bây giờ cùng anh đi ăn phở luôn nhá. Rồi.
Đấy, ở đây thì đưa mỗi lần mà các em đi xuống chợ thì cháu Lực đều đưa các em là đi ăn phở và có bác ăn phở xong em đi về. Hai đôi bé. Đấy, còn là thanh niên kia thì có đôi kia rồi, thành ra là cháu Lực không có mua nữa cô bác nhá. Không mua nữa nhá. Nha, biết chưa? Hả? Của mong là không mua nữa nhá. Dạ hay là không? Chắc là không mua giận này sao cô bác ạ. Đấy, nhưng mà bây giờ thì bông đã có một đôi rồi thì cháu Lực sẽ không có mua thêm nữa. Ai đi sục, lấy sục cho nó một đôi. Thôi anh ạ, thế thôi. Đấy, ở đây bây giờ trên này thì không để mua được sục được. Ba đôi ủng to, hai đôi ủng bé. Tổng cả tất nữa là hai đôi ủng to, hai đôi ủng nhỏ. Đúng rồi. Hai đôi ủng to đấy đúng không? Đúng rồi. Thế lúc nãy bảo lấy cho thằng em một đôi. À không. Thanh niên kia thì có rồi. Xin lỗi hộ em cầm một chút nhá. Đấy, tí đi về luôn chứ. Rồi, thế tí đi về thì hộ anh đưa về hơn nhá. Rồi. Bớt tí nào không anh? Thôi, bớt cho em 10.000. 20.000 đi, cho số đẹp. 10.000 nó không đẹp đâu. Nha. Số 6 mới đẹp. Này, số 6 nó không đẹp. Thôi dạ. Em cũng ấy cho các cháu kệ. Dạ vâng, 270 đúng không? 250. Ok. Rồi, em xin nhá. Vâng. Đây, cổng là thêm này nữa, đừng làm mất nha. Rồi đi. Đi trước anh đi. Rồi, đi trước chú đi. Nào bông, đi nào. Đi ra quán kia nhá. Rồi. Sử thì có ưng đôi nào không hả? Có ưng đôi nào không? Nào bông như nào, ra đây nào, hai đứa này anh xem nào, kẹp tóc nào. Ôi. Mái tóc thì có vẻ là khá là dài rồi các bác ạ. Ôi có vẻ như là to không anh? Nào bông ra đây nào. Đây nào. Ok chưa? Thích không? Cái này hình như là hơi rộng đấy nhỉ? Chú mua cho cái này kia à? Mong cũng ăn lấy à? Mong. Đây, kia một cái rồi, giống nhau quá không được anh ạ. Hả? Đẻ không biết à? Hai cái này là bao nhiêu đây anh? 10.000 một cái à? Đây, cái này thì không bớt nữa hay là bớt đây? Thôi nào đi. Bông thì không cần nữa nhá. Thanh niên kia thì là con trai thì đi cắt tóc là vừa rồi, không kẹp đâu. Rồi đi xử. Xử thì mua cho nhiều thì đợt này anh không mua cho nữa nhá. Đợt này mua cho các em nhá. Rồi, bây giờ thì đi ăn xong về nhá. Rồi đi. Đấy, cái số tiền mà của các em mà còn mua ra bao nhiêu, dư ra bao nhiêu thì một tí nữa cháu Lực sẽ nói sâu với bác. Thì sẽ dư ra thì đáng nghe ra là bà có dặn cháu Lực là mua thêm là một chút thịt, nhưng một chút thịt lợn, nhưng mà thịt lợn không có rồi. Con phở không cô? Con à? Rồi, ra đây mua bánh nhá. Nào đi ra đây chú mua bánh cho. Bé nhà chú còn xử. Ăn bánh không? Hả? Mua kẹo cho nhá. Không mua kẹo tí lại khóc nhỉ. Uống sữa hay là ăn kẹo? Nào có? Ăn kẹo à? Nào không sợ đâu, không sợ đâu. Đi ra đây có. Ra đây có. Ra đây. Nào. Ăn kẹo à? Ăn kẹo gì? Hả? Thanh niên này ăn kẹo gì hả bông? Nào, ăn kẹo gì? Chỉ cho chú xem nào, kẹo gì? Đây. Muốn ăn kẹo gì? Hả? Muốn kẹo gì? Nào, muốn ăn kẹo gì? Lấy đi nào. Lấy đi. Lấy cái này không? Lấy cái này không? Hay là lấy cái này? Vẫn không ưng à? Vẫn không ưng thì tiếp. Hả? Lấy cái này. Nói hồi đi, bảo thích cái nào thì lấy cái đấy. Bảo. Lấy cái này.
À cái này à? Rồi đây. Cái này một cái này. Đấy. Còn là thanh niên này lấy cái nào? Sử nói tiếp. Tôi cái giờ tiền thành nó nhiều tiền à? Nhiều tiền. Thế cầm đây. Nào bông cái nào? Bông cũng cái này à? Rồi. Nào thanh niên này lớn lớn thì mua cái gì? Khăn quàng có chưa? Khăn quàng có rồi à? Thế ăn kẹo gì? Kẹo này à? Thế thì lấy thêm là 2 gói nhá. Để cho về nhà cho 3 gói nhá. Đây là tổng tất cả là 1, 2, 6 gói. 1 gói thạch. Túi đâu chị? Gần gần à? Cả của Hải thêm 1 cái nhá. Tí cho Hải thêm 1 cái nhá. Của ông thì lấy bánh bánh này cho ông. Đây, đây chị. Cái này thì để riêng, cái này thì cho ông của Sử nhá. Đấy, còn như Sử thì không mua đâu các bác, Sử thì mua rất là nhiều rồi. Còn là chỗ này là mua bánh cho ông của Sử với lại thêm Hải nữa. Đấy, đây là của Sử nhá. Rồi, của em là bao tiền chị? Cái gói này là 1, 2, 3, 4, 5 6 gói 60.000. một trăm bốn mươi trăm ba được không, hay là cái này không bớt được tí nào ta? Không bớt được, bớt cho 5.000 đấy. Đây đó. Đi đi đâu thì cũng mua thì cũng phải gạo một chút cô bác ạ. À, cái này là không bớt đâu. Đấy, đi ăn phở đây. Rồi đi. Ấy ra đây, ra bên này, ra bên này, ra bên này, ra bên này. Rồi. Ra bên này. Rồi, ra đây. Chị ơi làm em 1 bát, 2 bát, 1, 2, 3, 5 bát. Làm cho đâu nhỉ? Sử 1 bát đúng không? Làm 3 bát chị ạ. Còn 2 bát thì em thì thôi. Nào, ngồi 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 đây đi, ngồi đây. Nào ngồi đây. Đấy, lấy ghế ra ngồi đây. Đấy. Nào bánh bánh thì bỏ hết ra đây. Bỏ hết vào đây đã. Rồi. Rồi. Bông đưa bánh đây. Nhông. Rồi ngồi đi. Ngồi ăn đi. Ngồi ăn phở đi. Ngồi ăn phở đi. Đúng rồi. Đấy ngồi đây. Ngồi đây. Thanh niên này ngồi ở đây. Rồi. Đấy. Thanh niên này thì bao lâu rồi chưa ăn phở? Hả? Lâu rồi là bao lâu? Được 1 tháng chưa? Rồi à? Mày thì đã bao lâu rồi ăn phở mày? Biết phở không? Có biết phở không? Không biết rồi à? Hay là biết? Không. Không biết á? À? Thế thì một tí ăn phở nhá. Tí ăn phở nhá. Chị Lộc. Đừng lo chẳng bông ta giống cậu qua bài. Hí hí nào. Lát phở cha, lì từ lát phở cha. Lát phở đó. Các em nhỏ thì ăn bát nhỏ,
còn là canh lớn thì ăn bát lớn của bác. Ôi, đây, bát của sứa, ấy bát của sứa này nhá. Bát của sứa bát này nhá, đây bát của bông bát này nhá này. Đây bát của anh bát này nhá. Đây là bát của em nhá. Đấy, một tí nữa ăn thêm thì lại đây nhá. Nhá. Nào, lấy đũa đi. Đây ở đây thì cháu Lực với lại bạn Hiệu là sẽ không ăn đâu các bác, một tí nữa thì sẽ ăn cơm sau. Vừa rồi thì mấy anh em cũng đã vừa mới ăn cơm xong thôi. Đây, để chút mì chính. Đấy. Này. Đũa đậu, lấy đũa cho các em đi, anh lớn. Các em là dùng đũa đúng không? Đúng chưa? Để thêm một tí. Rồi. Rồi. Đấy, ăn đi. Nó không dùng đũa được à? Nào đi nhá. Cho nó nguội xong nào nhá. Ở đây thì ăn thêm gì ở đây nhá. Nào. Đây là biết tự biết xúc ăn này đúng không Sử? Đấy, này. Tự xúc ăn nhá. Rồi. Nào, bông. Đấy. Bây giờ thì mời đi. Bây giờ này, nói cho chú nào. Con mời các ông các bà. Con mời. Con mời. Con mời. Con mời. Các ông bà. Ông bà. Ăn phở. Ừ. Rồi, nào bông. Con chào các ông các bà ăn phở. Con mời các ông các bà ăn phở. Con mời. Mời các ông các bà ăn phở. Rồi, nào, này. Con mời các ông các bà. Con mời các ông các bà ăn phở. Rồi, nào. Con mời. Em mời. Các ông các bà. Ăn bà. Ăn phở. Ăn phở. Rồi. Nào. Cháu xin mời quý em bà. Cô chú anh chị ăn phở. Rồi, ăn đi. Đấy. Ăn hết thì đây nhá. Nhá. Hết thì là bảo chú nhá, xong rồi chú vào đây thêm cho nhá. Nào, từ từ thanh thanh niên thì có vẻ như là cái ghế thấp quá rồi. Đấy, cho cái ghế nó cao hơn. Nào, từ từ nhá, bỏ đây một chút. Đấy. Chú cho cái ghế cao hơn để ngồi nhá. Đấy, ở đây. Bảy có thớt quá không? Bỏ mũi ra đấy. Bỏ mũi ra ăn đi. Đây, nào bảy đây. Bảy từ từ nhá, bảy nhá. Từ nhá, từ từ nhá, từ từ cầm nhá. Cố định nhá. Đấy nhá, để cho. Đấy, ăn đi. Đấy, ngồi ăn đi. Tuy nhiên để bỏ mũi ra nhá. Ngồi ăn đi. Nào gấu đi ra, gấu đi ra. Đi ra kia. Ăn đi, bọn tí bọn anh ăn sau. Đấy, ăn phở đây này, ăn đây này, ăn cái này. Cho nó muộn một chút. Nào, thả xuống. Thả cho nó thẳng vào. Có vẻ như là đây. Cho nó muộn muội đã nhỉ. Đi ra cho nó muội đã. Nào, từ, đừng kéo bộ. Nào, từ đã. Được đã, nào chú thổi cho bòi ra. Bòi ra. Tu. Từ từ lâu. Nhanh muối đã. Nào. Ở đây thì ở nhà thì các em là tự biết là ăn hết rồi các bác. Nào. Không cần phải bón đâu. Nào. Đúng rồi, chị. Đây, quên cắt đâu. Cái kéo. Bỏ nước ra tí là được rồi, nước nhiều quá. Cô lớp chó này. Thấy lớp chó này nó đau. Cái đấy giật ra được hả chú? Đau rồi. Cô lớp chó này. Đau rồi nè. Đây phải lo. Kéo xuống tí nữa. Kéo phá xuống tí nữa. Quý, thấy cái nào rồi. Đây. Chú. Nè. Nhanh
miếng to đi, xúc miếng to vào. Nó lớn liều đấy. Đây. Chúng mới bảo làm thế này ấy. Nào, cái này nào. Được chưa? Đấy, rồi, cái này. Chúng làm cho. Anh nhìn này chắc là đói rồi, có bác hết một bát phở rồi. Nào đây, phở đây. Đấy, ăn hết đi. Nào, xử đây. Rồi. Đấy, còn ở đây là phần chia cho ba em. Nào, bày ở đây. Cho thêm này. Nào, bao nhiêu chú cho thêm nào. Đấy. Đây, thêm vào tí thịt này. Đấy. Ăn đi, ăn nhanh lên, ăn mạnh lên. Ôi. Ôi. Cái phần quà hôm nay là của cô bé, là cô gửi tặng tới cho con của người chú em Sử của bác ạ. Ở đây thì còn thiếu là một bạn nam nữa. Thế nhưng mà bạn nam thì cháu Lực cũng đã mua gọi là đầy đủ hết cho mỗi bạn là một cái áo khoác với lại một đôi tất, với lại hai đôi tất, một đội ủng của bác ạ. Đây thì bây giờ không có ai bán thịt lợn nữa rồi. Ở nhà là chú, nhà chú là có ăn cá mắm không? Có. Có à? Cá mắm là muốn ăn đúng không? Chị Mũi ơi, lấy cho em một thùng cá mắm. Chú của Sử thì cũng xuống đến đây là đón các cháu luôn các bác. Sợ rằng là cháu Lực không có đưa về các bác. Một tí nữa thì hôm nay thì không có thịt lợn nữa rồi. Thì sẽ mua cá mắm để cho chú mang về. Mua thùng cá mắm để cho chú mang về nhà. Nhà chú thì có ăn cá mắm không? Hả? Nhà chú thì có ăn cá mắm không? Cá mắm ấy, bà sô ạ. Bà sô ạ? Ờ. Chín như mẹ, lấy chín như ta. Ờ. Đấy, hôm nay thì có một cô là cô bé, cô ở bên nước ngoài thì có gửi là tiền cho cháu là 2 triệu rưỡi là mua quần áo này, cả mua thức ăn nữa cho chú, cho các cháu. Đấy, hôm nay thì cháu mua là áo thì mua là 1, 2, 3, 4, 4 cái, 5 cái. Có cả một thằng con ở nhà đúng không? Đúng. Rồi, có 5 cái rồi. Thế bây giờ chú ăn phở đi, ăn phở xong thì một tí nữa chú hộ cháu đưa cháu đi về nhá. Vừa rồi thì nếu mà chú không xuống thì cháu vẫn đưa về thôi. Chú sợ cháu mang bán đi Trung Quốc à? Có sợ không? Đấy, ở đây thì khi mà cháu được đi xuống thì cháu cũng đã dặn trước rồi cô bác. Thế còn cái thước phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Thế bây giờ thì để cho các cháu với lại chú ăn, để cháu được cũng xin phép là kết thúc cái thước phim ở đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em luôn cô bác. Bây giờ mong cháu nói chào nhá. Nào, thanh niên lớn này trước. Cháu chào các ông các bà. Rồi, nào bảy. Cô cháu có ông có bà. Rồi, nào bông.
Con chào các ông các bà. Tháng à? Nhìn ra đây. Con chào các ông các bà. Con chào. Chào. Tạm biệt. Tạm biệt. Các ông các bà. Ông ông bà. Rồi. Nào. Thành Mộng. Là. Con chào. Chào. Tạm biệt. Tạm biệt. Các ông các bà. Ông bà. Đấy. Hôm nay thì cháu Lực cũng rất là vui cô bác khi mà cháu Lực nhận được cái phần quà của cô bé đến rất kịp thời đối với các cháu cô bác ạ. Còn cái thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được chia sẻ đến đây thưa cô bác nhé. Xin chào cô bác nhé.